Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục làm video tô màu để gửi tặng đến các bạn. Và sản phẩm mình muốn gửi đến các bạn là gì thì xin mời các bạn hãy đón xem video của mình. Và mình rất mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video để ủng hộ các bạn, để cho các bạn cùng xem. Và mình mong rằng các bạn hãy cho mình tiếp thêm động lực cho mình. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ lại tiếp tục tô màu. Đầu tiên thì mình sẽ dùng màu nâu. Tiếp theo thì mình sẽ dùng màu xanh lá cây. Bây giờ thì mình sẽ dùng màu tím. Thank you.
Vậy là mình đã tô màu xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video.